đây chụp đi. Giới thiệu có thể giới thiệu cho mình cái nào. Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì mình đang ở vườn trà là tại Sa Đéc Đồng Tháp, và đây là trái trà là khi khô. Vé nhiều. Khi mà vé vào đây thì khoảng 20.000 một người. Ừ. Có ăn được không bạn? À, cái trái màu quay qua cái trái. Rồi. Đây các bạn có thấy trái màu nâu không? Đó, cái trái màu nâu là cái trái chính đó, mình ăn được, thường mình hay ăn mứt trà là nó mà rồi, đó. Rồi giờ hát. Nhưng mà cái trái này á là khi mà bẻ xuống là phải ướp để ngào thành mứt thì nó sẽ ngon hơn là khi mình ăn tươi. Rồi giờ mình hái trái mình ăn thử cảm nhận nha. Mấy bạn ơi, mình không tới. Được hái đúng không? Được hái, ở vô đây mình được hái. Anh hái một trái tươi nè, em ăn thử em cảm được không? Nó khác kiểu không nhiều màu. Đây ăn cảm nhận nha. Để cho tao ăn cảm nhận thử coi cái. Ở trên anh cho anh chiêu ăn luôn. Không, anh hái một trái cam cho em thử coi nó khác nha. Có hộp. Có hộp hả? Cầm vô là biết rồi. Đó, đây là mình ăn thử cái trái màu này, lần đầu tiên mình ăn trái trà là tươi. Không, cái này nó đã chín rồi. Lửa nó đen á. Nó ngọt ngọt mà nó xốp xốp giống như trái. Thơm. Thơm, ngon. Nó ngọt ngọt. Anh hái thử trái cam ăn thử coi nó sao. Đây ngọt cái này hả? Nó ngọt tự nhiên chứ không phải là nó ngọt giống như mứt. Mứt là ngọt đường, nó là ngọt tự nhiên. Hái một cái màu đen á, đen thì lùi luôn. Cái này lùi đâu? Bên đây này, bên đây nhiều nè, không ai tới. Này chưa chín ăn rất là chát. Cái trái như vậy nè. Đây là chát nè. Nè, cái này hồi luôn không? Được chị, ăn được luôn hả? Mấy trái này là chát. Ủa, này là cái mứt của mình á. Thì mứt rồi nhưng mà được chị. Được. Không ăn chết, không biết ăn là chết. À, vậy hả? Nhưng mà cái trái đỏ, cái đen á ăn mới ngon. Tỷ ăn thử trái tươi tỷ. Anh thôi ăn thử trái tươi cho nó khác nhau. Chát. Hơi chát, cũng chát lắm. Cảm nhận nha. Nhưng mà sao cái trái này nó nhỏ hơn cái trái bên Dubai phải không? Mấy cái trái mà ở trong Phi á. Dạ. Đúng rồi chị. Trái nó không bự bằng. Hay cảm nhận nè. Mình ăn cảm nhận cái trái là màu nâu hoặc là đen á thì nó sẽ ngọt tự nhiên. Nó ngọt hơn là cái mức mình ăn bình thường. Còn cái trái này là chát nha. Very chát. Mà mới vô nó có ngọt không? Ăn hồi có bị ngọt không? Không. Nó chát luôn. Còn cái trái hồi nãy là nó ngọt tự nhiên luôn. Không, nếu mà mình ăn thì mình nên ăn trái tươi. Còn ê, giờ mà mình ăn mấy trái màu nó đã khô luôn hả? Đó, lại kêu hái mấy trái đó. Còn cái mứt thì nó sẽ ngọt hơn cái này. Cái này ngọt tự nhiên đã ghê. Ngọt khách du lịch đông đó mọi người. Đi rồi, luôn ngay vừa. Rồi có thể mày mới, tao ít nói được lắm. Tao không nói được. Không được, đùi đùi đi với lại như vậy mà. Mà mấy cái gì mới lạ kìa. Ê, tao hái tay khô ăn thử đi. Hái tay khô á. Không khô mà nó quéo luôn á. Khô quéo sao ăn. Khô quéo là nó quéo bên này nó ngọt. Bên này nó cũng đang quéo này à. Bên này quéo hơn. Bên nó quéo hơn hái một tới. Nó mất luôn á. Tới. Đó. Muốn là sẽ được. Ơ, dập bể á. Anh chưa cảm nhận nè, anh ăn cảm bây giờ mình giả bộ mình ăn xong rồi xong ngon ngon á, ngon mà bất ngờ. Đã, không, mình sẽ review là mình review có tâm vậy nè, là sẽ có nhiều mức độ hiểu không? Là cái nào vừa ăn thử trái héo thiệt là héo rồi. Thì có nó hột trong bự quá hả? Ừ, hột nhiều. Cái héo rồi. Nó héo quá rồi, nó hơi khô luôn rồi. Nó không ngon nữa. Nó vừa chín dốt tới á. Ừ, nó chín rồi. Đây để giới thiệu cái này. Đây mình hái được 4 trái, một trái là màu cam. Không? Trái là màu cam, cái này ăn là sẽ bị chát. Còn theo cảm nhận mình ăn 4 loại là cái trái như trà là sẽ ngon nhất. Là ngọt vừa đủ. Đâu, còn nếu từ mà... từ từ, cái là ngon nhất. Cái này nè, nếu mà vừa như vậy là sẽ vừa ngon nhất. Còn nếu mà cái trái mà nó bị khô xuống mà nó quéo luôn như vậy á thì ăn sẽ không ngọt. Cái này là chín héo á. Mà hột to nữa, ăn sẽ không ngon. Mình nãy hái là chín héo.
Tại vì không nó ngon. Bị gãy cái chùm rồi. Ăn nó bị sao á. Thôi giờ cái cây nó còn tươi vậy đó, nhưng mà cái trái nó khô. Giờ mình chuyển qua cây khác. Chuyển qua giống Malai nãy giờ mình ăn giống Indo. Malai nó có một loại duy nhất hết trời. Giống bài. YouTuber mà không có tâm. Làm cái đấy là cái này nè. Nè. Vậy ai bán không mua? Mấy trái này dốt dốt rồi tỷ ơi. Mấy trái này dốt dốt rồi. Mấy trái này dốt vừa chín tới nè. Cái cây này cũng bị héo rồi. Không có, nó chín nó cụp á. YouTuber về hướng dẫn không à. Hả? Thì ăn cái này. Rồi ăn rất là thơm nha mọi người. Lần đầu tiên ăn luôn á. Nhưng mà em cảm nhận là cái này là ngon nhất nè. Nó ăn thì cắn được không nữa cho mọi người coi. Từ từ từ. Lấy cái môi mày không à. Đang nhai. À, không. Khi mà ăn sống á nó sẽ giống như cái trái thơm không? Cái trái trứng gà. Tao đâu có bán vậy đâu đúng nhưng không? Nhưng mà cái này ngọt nhưng mà nó có vị bột. Ăn nó trong bị ngọt tự nhiên á. Còn nếu mà mình ăn mứt thì nó sẽ ngọt lắm. Ơ đi phỏng vấn bạn người thì. Dạ. Cảm nhận như thế nào? Cảm nhận khi đến đây ăn như thế nào? Không giống người. Không giống người thôi. Không giống là bạn nào trẻ trẻ. Ăn này đi. Ăn đi. Không giống thấy. Hai bạn đó mình hỏi một xíu. Ở đây là lần đầu tiên hai bạn tới hay là mình tới nhiều lần? Dạ em đã. Mình ăn thử được mình trái ra là. Ở đây thì có mình cảm nhận thì trái này là ngon nè. Hoặc là nâu hơn một anh đi thầy bạn một trái nâu hơn. Chứ cái này nó bị sống mình bị chát. Thì hỏi hỏi. Là chưa có ăn. Chưa ăn luôn hả? Chưa. Chắc bẻ không được. Thôi ăn mà không cho thấy nhiều. Sao nói nhiều sao cho ta? À, cho mình hỏi hai bạn đến từ đâu ha? Đến từ Vĩnh Long. Vĩnh Long. Mấy bạn ăn thử rồi cảm nhận. Ủa ta tới đây ta nói ta ăn rồi đó chứ. Cao quá hả? Không tới cây này đâu. Không sao, anh này không xuống. Không, quay chơi thôi à, quay chơi thôi. Quay chơi thôi à. Ông bình thường nó mình cắn luôn cái vậy. Ngon mà. Ăn được cái hộp không á? Ăn được cái hộp. Ăn được cái hộp không vậy? Nó có một cây trong bụng không? Mình ăn mình thấy sao bạn ha? Em thấy nó cũng như mứt trà là. Nhưng mà cái này ngọt thì ngọt tự nhiên, còn mứt trà là nó hơi ngọt xíu. Mình cảm ơn hai bạn nhiều nha. Lúc không được hái nhiều anh chưa? Ai nói vậy? Không biết, tại giờ nãy hái cái chị kia nói đừng hái nhiều. Ăn vẫn hái nhiều. Quay chậm còn. Đâu cái này sao gỡ vỏ. Ê nãy giờ ta chưa ăn thử trái tươi luôn thị. Tươi nó tính ra là trên cây anh tươi hái được trái hồng á. Tươi nó như trái hồng á, chát như vậy đó. Không, nó giống hơn nhiều. Anh thử ăn trái tươi thử nha. Trái trứng gà. Có người quản lý. Cái này giống là anh nhìn giống trái cao không? Không. Cao kiển á. Cao nó thon hơn, nó nhọn, rất là nhọn. Ừ. Này biết giống cái gì không? Trái tươi mới vô ăn nhiều dần vị hơi chát chát nhưng mà nó ngấm vô lên sẽ ngọt. Biết trái này giống cái gì không? Nho. Nho khô không? Không, nho tươi á, nho vàng á. Nho tươi, cái trái này chang nè. Nè. Nho gì trái nó lớn vậy đó. Chứ không vàng, nó xanh. Ấy em tưởng vậy. Nó bột bột mấy giống. Ủa anh đi xì cái trái cho là. Nhưng mà ăn cái gì ngon.
cái này cái nó tươi nó không có gì còn nước không à. Không, nếu mà cái trái này thì bán ra ngoài không mà mất được. Đúng rồi. Nó quá nhỏ với lại cái cuốn cái cơm nó thấp lắm. Cái này là trái để tham quan thôi. Cơm nó xịt rồi. Còn nó mà trái là mất lấy rồi đó. Khu này trồng để làm gì mà vô tình. Trồng chắc trồng để định bán luôn cái cây nè, định bán kiểu luôn cây đó. Ủa anh định tìm hiểu coi cái cây này nếu mà hàng ngoài trái rồi thì làm gì nữa. Rồi đi mày kiếm ông chủ đi không giống. Tại vì anh dở ghê á, anh không tìm hiểu trước khi mình đi. Mình đi làm cái gì mình phải tìm hiểu. Không, ông bán, ông có ổng trồng có mấy cây bữa bên thanh niên không giống rồi. Ông trồng để bán cây nhưng mà vô tình lại ra trái luôn. Công chủ. Cái này là vô tình ra trái thôi. Đây làm gì có ông chủ. Có ông chủ hơi lùng lùng. Mấy cái cành lá này chắc người ta không sử dụng. Vô tình là nó có trái luôn rồi, người ta mở phòng bé luôn. Cái này đem người Malay về á. Cái giống này đem người Malay về. Anh tự anh cũng ăn đi cho anh. Đi ở đâu vậy? Đi hỏi đi đâu vậy? Đi hỏi đâu? Đi hỏi đến đâu? Em đi qua. Đi qua. Vô đây bọn cái kết like của Nhật Bản hả? Ồ cái này cũng nhiều rồi. Ờ cái này cái cây này nhiều. Tại vì không ai hái được á. Giờ mấy trái dưới đây này nè, nó mới ngọt được. Giờ mấy trái dưới đó ăn. Ồ này bây giờ chùm to luôn. Có mấy trái đụng đi là Thủy. Đây hả? Cái lưỡi cây vậy thôi. Có miếng giấy. Ờ, lưỡi cây dơ nhất. Còn khùng. Cái lưỡi cây dơ. Anh ơi, nãy em lượn ở đây luôn. Ngay đây luôn. Vườn này là rất đông du khách luôn cả nhà ơi. Vé vào cổng chỉ có 20k thôi nha. Là mình vô mình được ăn trái trà là miễn phí. Này còn gần mấy trăm gốc trà là. Này sắp hết rồi đó, trái nó sắp rụng hết rồi. Giờ mình đi địa điểm nào nữa? Mày điên à. Rồi. Có rượu mì rồi. Thì gạt tao đấy. Ồ cái cây này không ai ăn mà trái to nhất nè. Thấy không? Leo xuống. Ôi tâm chắc ngầm. Ở đây quay cái cây trái nhiều nhất cho mọi người xem nha. Một cây nó một đồng nó khoảng mười mấy hoài luôn á. Cây này mười mấy hoài luôn rồi. Có hai bạn cách lay vô chụp hình luôn, cách lay Nhật Bản. Tự nhiên mình đặt gì chả thấy bình thường mà. Ok.
rất nhiều người tham quan tới chụp hình. Tranh thủ từng thời gian. Tranh thủ đi. Tao đứng tao má mày dục đứng ngoài. Tới đã dục. Trời ơi, gì là đẹp rồi. Trái này là còn tươi chưa chín nữa nè. Này tầm khoảng chừng 10 ngày nữa là bắt đầu chắc nó chín hết rồi, nó không còn trái nữa. Mình quay sơ lược qua một vòng cho mọi người xem đó nha. Đây là toàn cảnh vườn hoa mười của toàn cảnh cây trà là. Mình bắt đầu mình tiến ra cổng mình về nha. Bơm TV cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi nha. Chào tất cả mọi người. Giờ mình sẽ đi sang một địa điểm khác ở Đồng Tháp. Quay lại cho mọi người xem một lần nữa nha. Tạm biệt cả nhà đã theo dõi kênh của mình nha. Cảm ơn mọi người.